Thưa quý vị, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xã hội thông qua các dự án hạ tầng phát triển đô thị được xem là giải pháp trọng tâm trong thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngắn hạn cũng như có ý nghĩa chiến lược tạo xung lực phát triển dài hạn. Hiện trên địa bàn tỉnh, cơ bản các dự án lớn đều đảm bảo được tiến độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn đó một số dự án quan trọng vẫn còn ngổn ngang do chậm trong giải phóng mặt bằng. Thậm chí nhiều gói thầu đã tập trung đủ nhân lực, vật lực nhưng lại không có mặt bằng để thi công. Đã đến lúc vấn đề trách nhiệm của các bên liên quan cần được xem xét một cách nghiêm túc. Phản ánh của phóng viên về dự án các chương trình phát triển đô thị loại 2 tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Hạng mục chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước bốn phương nội thành nằm trong gói thầu số 24 thuộc dự án chương trình phát triển đô thị loại 2. Giá trị hợp đồng gói thầu là hơn 204 tỷ đồng do công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 đảm nhiệm thi công. Tiến độ thi công gói thầu đến nay thực hiện được gần 78 tỷ đồng, chiếm 37% giá trị xây lắp. Đơn vị chủ đầu tư cho biết, đối với 16 tuyến nội thành, đến thời điểm hiện tại chưa có tuyến đường nào hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy, đơn vị thi công chỉ thi công trên phạm vi đường hiện trạng. Đối với quy mô của gói thầu này là hàng trải dài trên 16 tuyến đường, bao gồm 4 phường và các hộ dân bị ảnh hưởng là khoảng 1.400 hộ. Thì trong năm 2022 thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã cố gắng là giải phóng bằng là được 4 tuyến khoảng 400 hộ. Bây giờ còn khối lượng còn lại rất là lớn là hơn 1.000 hộ dân. Thì diện tích ảnh hưởng mặt bằng thì nhỏ nhưng mà lại số lượng lớn. Ngoài gói thầu số 24, 8 gói thầu còn lại của dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2 tiểu dự án Thừa Thiên Huế, mặc dù đang được thi công đồng loạt cả phía Bắc và phía Nam thành phố Huế, nhưng chỉ có 4 trên 54 công trình là có mặt bằng sạch. Các công trình còn lại vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được tiến độ thi công công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giải ngân vốn được giao. Chúng tôi là theo cái hình thức là giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó. Tuy nhiên là cái khối lượng giải phóng mặt bằng là của tổng dự án là cũng khá lớn, cũng gần 3.000 trường hợp. Đấy. Do vậy là cái khâu giải phóng mặt bằng phụ thuộc vào một đơn vị thực hiện thôi, đó là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Đấy. Thì nguồn nhân lực của họ làm cũng rất là ít. Đấy. Mà cái khâu khó khăn cũng lớn nhất của tất toàn dự án theo như chúng tôi đánh giá hiện nay là cái công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân qua các thời kỳ rất là khó khăn. Mới đây, tại chuyến kiểm tra tiến độ các công trình thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai, yêu cầu các đơn vị liên quan nêu cao vai trò trách nhiệm để khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc, triển khai dự án theo đúng tiến độ. Tỉnh cũng đã chỉ đạo thành phố phối hợp với chủ đầu tư làm thế nào đó để khớp nối đồng bộ 3 dự án. Dự án giải phóng mặt bằng khu vực Kinh Thành, giải phóng dọn dẹp sau khi chúng ta giải phóng mặt bằng khu vực Kinh Thành và dự án Green City này để nó đảm bảo cho cái công tác chỉnh trang chung của trong khu vực nội thành nói riêng cũng như là toàn bộ các dự án trên địa bàn thành phố nói chung. Đầu năm 2023, nhiều hoạt động lễ hội nằm trong khuôn khổ Festival 2023 sẽ được tổ chức. Thực tế trên đòi hỏi dự án đô thị xanh, đặc biệt là các gói thầu cải tạo chỉnh trang đô thị cần sớm được hoàn thành để phục vụ cho giao thông đi lại cũng như phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, chủ đầu tư cần tích cực phối hợp với các ngành chức năng cùng địa phương từng bước tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ nhiều hạng mục, sớm đưa dự án vào hoạt động.